Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang năm mới thì ai ai trong số chúng ta cũng tò mò muốn biết là vận mệnh của mình trong năm mới thì sẽ như thế nào, và đặc biệt là với quý vị tuổi Sửu nữ mạng. Quý vị có muốn biết là trong năm 2022 Nhâm Dần mình có được may mắn thuận lợi không ạ? Vừa thoát khỏi hạn Thái Tuế, bước sang năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo thì hưng vượng bình an. Trong năm nay, quý vị là một trong số ít những con giáp được mọi người kính nể và ghen tị vì những thành công của mình. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái, cuộc sống của những năm trước đây, quý vị gặp không ít trở ngại và sóng gió trong cuộc đời. Tuy vất vả là như vậy, nhưng mà tiền tài thu được lại chẳng có là bao. Hơn nữa, lại còn bao chuyện thị phi, tai tiếng bủa vây, quý vị. Nhưng mà hãy quên những điều đó đi, bởi vì bước sang năm 2022 Nhâm Dần này, quý vị sẽ có một cuộc sống hết sức viên mãn và thành công. Và cũng nhờ những nỗ lực trước đây mà bây giờ quý vị có thể hưởng trái ngọt trong cuộc đời. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh trong năm 2022. Thưa gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Nữ mệnh Kỷ Sửu là người trầm mặc, ít nói, tuy nhiên nội tâm lại rất ôn hòa, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, họ rất bền chí và kiên trì. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại khi còn trẻ. Nữ Kỷ Sửu là người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo thu vén cho gia đình. Họ cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ cho trẻ con. Trước khi quyết định việc hệ trọng gì đó, họ sẽ suy nghĩ kỹ càng, không bốc đồng. Nhờ vậy, họ đạt được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao vân hớn, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi Sửu gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can kỷ âm thổ gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Vậy nên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu, chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Kỷ Sửu nữ mệnh cần phải chú ý tháng Đinh Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 29 tháng 6 đến 28 tháng 7 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Sửu, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nữ mệnh Kỷ Sửu sinh năm 1949 năm nay gặp sao vân hớn chiếu mệnh. Sao vân hớn là một hung tinh, có nghĩa là sao xấu, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt thị phi, phòng thương tật, đau ốm nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thư bất lợi, còn nữ thì không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao vân hớn bằng cách cúng dâng sao giải hạn vào 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng hướng về hướng Nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của vân hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sao vân hớn viết giấy trắng, viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị,
Hoặc đơn giản hơn thì sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn, ngũ hành là hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí, hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh, năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai, ngục hình. Tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tốn của này khiến cho tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến cho tâm lý vô cùng bất an, buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý tiền của mình bị kẻ xấu đánh cắp, mua hàng dễ nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chú mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần phải chú ý những việc như trong làm ăn kinh doanh cần phải kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay, vạ gió. Về tài sản tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất là nên kết giao với những người lương thiện, tránh bị người ta lừa gạt. Luận tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh theo tháng âm lịch trong năm 2022. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình. Trong tháng này gia chủ sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ. Tháng 2, tháng này quý bạn đón tin vui trong nội tộc về việc cưới xin hỷ tín hoặc công việc của con cái gặp nhiều may mắn. Tháng 3, đây là tháng gia chủ tuổi Kỷ Sửu có lộc về mặt tiền bạc, chủ yếu do người khác đưa tới. Tuy nhiên quý vị cũng phải lưu ý bệnh máu huyết trong tháng này. Tháng 4, tháng này mọi việc của gia chủ sinh năm Kỷ Sửu diễn ra cơ bản bình thường, không có nhiều chuyển biến. Bên cạnh đó gia chủ chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 5, gia chủ có thể bị kẻ xấu nói xấu sau lưng trong tháng này và nhiều chuyện buồn đưa tới khiến cho quý bạn phải suy nghĩ nhiều. Tháng 6, gia chủ cần phải chú ý khi đi ra ngoài, dễ gặp tai nạn bất ngờ. Tháng 7, đây là tháng mọi việc của người tuổi Kỷ Sửu nữ mạng không được tốt như mong muốn. Trong tháng này nếu di chuyển đi xa cũng phải nên lưu ý. Tháng 8, được hưởng âm phúc của tổ tiên, sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 9, trong gia đạo của gia chủ có nhiều bất hòa trong tháng này. Khi ra ngoài, gia chủ tuổi Kỷ Sửu cần phải cẩn thận xe cộ đi lại. Tháng 10, có tin vui về công việc của con cái. Tháng 11, trong tháng này mức chi tiêu của gia chủ rất nhiều, tiền chủ yếu cho thuốc thang chữa bệnh, tin vui là bệnh tình chuyển biến tích cực. Tháng 12, cuối năm gia đình hòa thuận, êm ấm. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần 2022, người sinh năm 1949 đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy nên đa số không phải lo lắng quá nhiều đến công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Điều bản mệnh cần làm bây giờ đó là buông bỏ những gánh nặng để cho con cháu tự lo phần việc của nó chứ bạn không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Vì bản mệnh là người có tuổi cho nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn định, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan thận suy giảm, hệ hô hấp hay bài tiết gặp vấn đề. Gia chủ nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cho cơ thể mệt mỏi. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian cũng nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh. Về tình cảm gia đạo, người sinh năm Kỷ Sửu năm 1949 giữ quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình.
Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau, hỏi thăm lẫn nhau, giúp cho tinh thần thoải mái và tươi trẻ hơn. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949 nữ mệnh, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quá quan trọng. Điều gia chủ cần quan tâm, chú trọng đó là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ thương tổn. Cần phải dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ, tận hưởng tuổi già. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi, tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mạng. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nữ mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.